Chiến kê hung thần. Đá nó đi hung thần, đá đi sám thần, đá đi, đá đi sám thần, đá đi. Trời ơi, hung thần ơi là hung thần, mày vừa khỏe lại hiếu chiến, vậy mà không thể thắng nổi con sám thần nhỏ nhoi đó. Trời ơi, lại còn bị nó đá cho mù một mắt nữa chứ. Đúng là tốn công tốn sức nuôi luyện mày mà. Ông nhanh đem nó về chữa trị, may ra còn kịp. Nhà anh không phải lo, nó giờ chỉ giết thịt chưa, để còn ít gì nữa chứ. Nếu ông đã nghĩ vậy, chi bằng ông bán cho tôi con gà này đi. Được thôi, nếu ông thích thì tôi bán cho ông. May ra còn khó gạt được chút công nuôi dưỡng nó. Con gà này vốn có đầy đủ tố chất để trở thành một con gà bách chiến bách thắng. Nhưng nó có một yếu điểm chết người mà có lẽ ông không nhìn ra thôi. Sao cha lại mua về một con gà vừa chột mắt là thua trận hả? Trước khi bị chột một mắt, nó từng là một con gà dũng mãnh. Trước khi thua trận này, nó cũng đã từng thắng nhiều trận khác. Tiềm năng của nó vốn không nên chỉ nhìn vào thời điểm hiện tại. Vậy cha sẽ luyện nó thành một con gà bách chiến bách thắng như sám thần hả? Nó có thể trở thành một con gà bách chiến bách thắng được hay không, ta chưa thể nói trước được. Ta chỉ muốn giúp nó phát huy hết khả năng của nó, xem có ra cơm ra cháo gì không. Trông mày có vẻ khỏe hơn rồi đó, chịu khó ăn đi, rồi cũng có ngày mày có thể khỏe mạnh như trước. Mày muốn ra ngoài hả? Chưa gì đã muốn đấu rồi ư? Xem ra chưa thể đem mày đi đâu. Cha ơi, con tưởng càng hừng hực khí thế thì càng tốt chứ. Khí thế sụp sôi là tốt, nhưng nó mới chỉ hồi phục chấn thương được một thời gian, phong độ chưa thể lấy lại như trước. Với thể lực bây giờ mà đấu thì quá là không biết lượng sức mình. Ra là vậy. Cha ơi, có phải cha định cho con hung thần đi chọi không? Con thấy nó không chỉ bình phục mà ngày càng to khỏe, linh hoạt hơn rồi. Cha ơi, cẩn thận, cha xem đi, nó tung chiêu vừa mạnh, lại vừa linh hoạt chưa kìa. Con gà này đúng là đã khỏe mạnh như xưa, nhưng mới nghe tiếng gáy của con gà khác thôi, nó đã nóng lòng trả thù như vậy. Nôn nóng thì chống hỏng việc. Cha phải để nó ở trong này thêm một thời gian nữa. Vậy là vẫn chưa thể thi đấu. Cha ơi, con thấy gần đây hung thần đã bớt hung hãn rồi. Dù là nghe tiếng gáy của con sám thần cũng không thấy nó phản ứng gì. Có phải là nó có thể đi chọi được không ạ? Con hung thần giờ hội tụ đủ các yếu tố, khí thế có, thể lực có, sự bình tĩnh có, chỉ có điều... Còn thiếu gì nữa vậy cha? Nó thiếu khả năng đánh giá, phán đoán cục diện, cũng không biết thăm dò đối thủ. Rõ ràng lúc này nó đang bị nhốt, ở thế bị động, còn con sám thần ở bên ngoài nắm phần chủ động, vậy mà con hung thần vẫn muốn đấu. Nó vốn là gà chọi, chẳng phải sức khỏe và lòng hiếu chiến là quan trọng nhất hay sao cha? Con gà chọi thiện chiến là những con biết dùng sức đúng lúc trước đối thủ. Nó phải bình tĩnh như gỗ đá, phải biết dò xét, đánh giá đối thủ trước khi tung chiêu tấn công, như vậy mới có thể chiến thắng được. Con biết không, biết phán đoán, đánh giá đối thủ sẽ mang lại cho con người ta sức mạnh, sự uy vũ gấp trăm ngàn lần so với thể lực hay sự hung hãn, hiếu chiến. Vậy làm sao luyện cho hung thần biết phán đoán, đánh giá đối thủ được hả cha? Con yên tâm, ta đã có cách rồi. Cách này sẽ hiệu quả chứ cha? Nó có thay đổi hay không, chúng ta cứ kiên trì chờ xem sao. Sao ta không thử để hung thần và con sám thần đấu với nhau một lần nữa nhỉ? Hay quá. Thank you.
nghĩ hung thần đã trở thành một con gà đáng gờm rồi đấy. Nó mang trong mình một sự bình tĩnh đầy uy vũ, khiến những con gà khác phải khiếp sợ. Còn biết không, chuyện luyện gà cũng giống như chuyện rèn người. Bản lĩnh của con người nằm ở chỗ biết bình tâm mà đối mặt, xem xét, đánh giá để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Người đàn ông và con lừa. Trời ơi! Ôi! Ôi trời ơi! Xin các bác giúp em! Nó là tài sản duy nhất của gia đình em đó! Nào, các bác kéo lên cùng em nha. Ôi trời ơi, con vật quý hóa của tôi. Làm sao bây giờ? Trời ơi, cái hố sâu quá. Biết làm sao bây giờ? Con lừa này đã gắn bó với tôi nhiều năm rồi. Nó thật đáng thương. Nhưng tôi nghĩ chắc cái số nó đã vậy, chi bằng chúng ta hóa kiếp cho nó. Chứ để nó vật lộn kêu gào thế này còn đáng thương hơn. Tôi cũng nghĩ vậy. Con lừa này già rồi, đằng nào cũng phải bỏ nó thôi. Và đằng nào nó cũng chết. Có khi chúng ta đành phải chôn nó vậy. Trời ơi, lẽ nào... Thôi đành vậy. Thế thì các bác giúp em cho con lừa được mộ yên má đẹp vậy, coi như là giúp nó. Ôi trời ơi, con lừa lên được rồi kìa. Ôi, con vật quý hóa của tôi. Tôi cứ ngỡ đất đá đổ xuống sẽ làm con lừa chết mất. Không ngờ nó đã vũ đất đá mà bước lên trên. Đúng là trong khó khăn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra. Quan trọng là chúng ta phải biết vươn lên, không bao giờ được bỏ cuộc. Lối tắt yêu thương. Này, trời ơi, mấy đứa nhỏ kia. Chạy thôi, mau chạy thôi. Cụ Huấn được biết đến là một người rất khó tính và không ưa trẻ con. Bởi vậy, vườn trái cây sum suê và chín mọng của cụ ở ngay cạnh khu vườn nhà tôi. Nhưng nó vẫn rất bí ẩn và xa lạ với chị em tôi. Muộn quá rồi. Về thôi em. Muộn quá rồi. Có khi mình phải đi tắt thôi. Nếu không thì tối mịt, chưa chắc chị em mình đã về đến nhà được đâu. Mình phải đi qua nhà ông cụ hả chị? Em sợ lắm. Ngộ nhỡ ông cụ bắt được, lại nghĩ mình vào hái trộm trái cây thì sao? Ừ, chị cũng sợ lắm. Nhưng mà... nhưng thôi đi, mình cứ chạy thật nhanh, chắc là không sao đâu. Nào, 1, 2, 3, chạy. Này, ôi trời ơi, mấy đứa nhỏ kia.
lại định vào đây quấy phá hả? Đúng thật là. Cháu, dạ cháu xin lỗi, nhưng mà cháu chỉ muốn đi tắt qua khu vườn nhà ông thôi ạ. À, chúng cháu không có hái trộm quả đâu. Ờ, thế hả? Đúng là những đứa trẻ thật thà, không giống như những đứa trẻ hay vào vườn ông quấy. Thôi, mang những quả này về đi, lần sau đừng đi chơi muộn quá nhé. Mà lỡ có về muộn thì cứ qua đây, ông sẽ đưa các cháu về. Kể từ đó, chúng tôi thường qua nông trại của cụ chơi và tiếp tục được ăn những trái ngon ngọt. Và như có phép lạ, chúng tôi đã phát hiện ra báu vật mà cụ giấu kín bấy lâu. Đó là một trái tim nhân hậu, đáng yêu, khuất sau vẻ ngoài cộc cằn của cụ. Trong cơn giông tố, trời ơi, trong một thời gian ngắn mà mình đã có thể cao như thế này, đâu cần quấn vào nhau như các cành nho kia, chỉ cần một mình cũng làm được tất cả. Đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia. Những cái tên đáng ghét. Ngày xưa, tại một lớp học ở trường làng, có một cậu bé lúc nào mặt cũng nhăn nhó khó chịu, luôn bực bội và nổi cáo với mọi người. Tại sao mà con lúc nào cũng nhăn nhó thế? Dạ thưa thầy, những người xung quanh con họ làm nhiều việc khiến con cảm thấy khó chịu. Con ghét họ và không bao giờ có thể tha thứ cho họ. Con cũng thế, con không thể tha thứ cho cái Tèo. Em của con, lúc nào nó cũng làm con khó chịu. Thôi được rồi, tôi hiểu vì sao các em không tập trung học tập. Dạo này học hành sa sút hẳn. Ngày hôm sau, thầy giáo mang đến lớp một bao khoai tây và rất nhiều chiếc túi nhỏ. Thưa thầy, thầy có gì thế ạ? Đây là những củ khoai tây có phép màu đặc biệt. Thưa thầy, những củ khoai tây thì làm gì có phép màu ạ? À? Các em phải thử thì mới thấy phép màu của nó. Mỗi khi các em cảm thấy oán giận hoặc thù ghét ai, không muốn bỏ qua lỗi lầm cho ai, hãy viết tên người đó lên một củ khoai tây, rồi cho chúng vào một chiếc túi nhỏ này. Nào, mọi người hãy thử xem. Thưa thầy, em đã viết hết tên những người mà em thù ghét, oán giận vào những củ khoai tây này. Vậy mà em vẫn chưa thấy hết khó chịu trong người. Thế này thì phép màu ở chỗ nào ạ? À? Để có được phép màu đó, thì các em phải luôn luôn mang chiếc túi đó bên người trong một tuần. Kể cả khi đi ngủ
ăn uống, vui chơi, bất cứ khi nào cũng không được rời xa nó, thì mới có được hiệu quả. À, thì ra là vậy. Thế nào, một tuần qua các con đã thấy được điều kỳ diệu của những củ khoai tây chưa? Thưa thầy, con chỉ thấy càng khó chịu hơn. Khi con chơi, nó cứ nhảy tưng tăng ở bên hông, rất vướng ạ. À. Thưa thầy, một tuần qua con cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vô cùng. Có hôm, con ôm túi khoai tây ngủ, lũ chuột xông vào cắn khoai, con lại phải vùng dậy đuổi chúng ạ. À. Thưa thầy, cho phép chúng con phước chúng đi ạ. À. Thôi được, bây giờ các con có thể phước chúng vào cái sọt ở cuối lớp kia được rồi. Bây giờ, các con đã thấy phép màu của những củ khoai tây chưa? Dạ, chúng con chưa thấy gì, nhưng lúc nào cũng đeo chúng bên người, rất vướng và khó chịu ạ. À. Dạ, chúng con cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi vứt bỏ chúng khỏi người ạ. À. Đó chính là phép màu của những củ khoai tây đấy. Nó đã làm các con dễ chịu và quên đi tất cả khi vứt bỏ chúng đi. Các con thấy không? Oán ghét và không tha thứ cho người khác đã làm chúng ta thật nặng nề và khổ sở. Lòng vị tha, sự cảm thông chính là món quà tốt đẹp mà mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình. Chúng con hiểu rồi, chúng con cảm ơn thầy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.